là Thùy Nga, là người quản lý trang siêu thị trực tuyến Korea Shop 24 giờ. Và video ngày hôm nay, Nga xin trả lời câu hỏi của bạn Thu Phương ở Hải Phòng có gửi đến cho Korea Shop câu hỏi như sau. Chồng tôi năm nay 38 tuổi, gần đây thường xuyên bị những cơn đau nhức đầu khủng khiếp. Lúc đầu chỉ đau nhói một vùng cố định, sau đó cơn đau lan dần khắp đầu nên ngủ không ngon, hay bị tê nhức chân tay. Chồng tôi có đi khám và được kết luận là thiếu máu não. Tôi được bạn chia sẻ tìm hiểu sản phẩm An Cung Ngư Hoàng Hoàn Hàn Quốc của màu xanh. Vậy Korea Shop 24 giờ cho tôi hỏi, sản phẩm An Cung Ngư Hoàng Hoàn Hàn Quốc hộp màu xanh có chữa được căn bệnh thiếu máu não hay không? Vâng, cảm ơn rất nhiều câu hỏi của chị Thu Phương đã gửi tới cho Korea Shop. Và trong suốt quá trình mà Korea Shop chia sẻ các sản phẩm chăm sóc sức khỏe của Hàn Quốc thì sản phẩm An Cung Ngư Hoàng Hoàn Hàn Quốc cũng là một trong những sản phẩm mà gần đây được rất nhiều các bệnh nhân bị căn bệnh thiếu máu não đã tìm đến và sử dụng. Vậy sản phẩm này có những thành phần và công dụng như thế nào thì ngay sau đây Nga sẽ chia sẻ và trả lời cho bạn Thu Phương biết nhé. Trước tiên thì chúng ta cần biết rằng căn bệnh thiếu máu não là tình trạng bệnh lý có rất nhiều những biểu hiện lâm sàng khác nhau, nhưng có chung một cơ chế, đó là thiếu máu nuôi não, hay cụ thể hơn là thiếu oxy nuôi não. Và khi não gặp vấn đề thì bạn sẽ dễ dàng nhận biết được các triệu chứng như đau đầu, mất ngủ, hoa mắt, chóng mặt, suy giảm trí nhớ và tê bì nhức mỏi chân tay. Và phần lớn để điều trị các triệu chứng này thì bạn đều phải dùng đến sự can thiệp của thuốc. Nhưng khi bạn sử dụng các loại thuốc Tây để điều trị các triệu chứng cho mình thì rất là dễ dàng bị tác dụng phụ của thuốc để lại. Có thể chữa được căn bệnh này thì lại mắc thêm những căn bệnh khác. Vâng, đấy là tác hại của thuốc Tây mà chắc hẳn là bạn cũng đã biết rồi đúng không ạ? Vì thế, việc lựa chọn sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc thảo dược đang là xu thế được các bệnh nhân tìm kiếm nhiều hơn. Và sản phẩm An Cung Ngư Hoàng Hoàn Hàn Quốc hộp màu xanh có thành phần chiết xuất từ những thảo dược quý như rễ cắt cánh, linh dương giác, ngư hoàng, phòng phong, xuyên khung và những thành phần thảo dược khác nữa, có tác dụng hoạt huyết, giảm cholesterol trong máu, làm tan và co mảnh xơ vữa, giảm độ xẹp của động mạch cảnh và giúp cho việc tuần hoàn máu của bạn dễ dàng hơn. Và khi tuần hoàn máu tốt hơn thì chắc chắn việc đưa máu và oxy nuôi não cũng sẽ tốt lên và đẩy lùi được cho bạn căn bệnh thiếu máu não. Và sản phẩm được bào chế thành dạng viên và đóng hộp như thế này sẽ giúp cho bạn thuận tiện trong việc sử dụng, hiệu quả cao mà lại vô cùng an toàn. Vâng, đó chính là lý do mà sản phẩm An Cung Ngư Hoàng Hoàn Hàn Quốc hộp màu xanh có thể giúp bạn điều trị được căn bệnh thiếu máu não. Bên cạnh đó thì sản phẩm còn rất tốt cho những người bị bệnh cao huyết áp, bệnh tim mạch hay những người đang phải làm việc trong môi trường căng thẳng, gặp những biến cố lớn trong cuộc sống. Thậm chí những bệnh nhân mà đã bị tai biến mạch máu não mà bị những di chứng để lại thì cũng có thể sử dụng sản phẩm này để hồi phục lại các chức năng sau tai biến. Và bây giờ thì bạn Thu Phương hoàn toàn là yên tâm có thể sử dụng sản phẩm An Cung Ngư Hoàng Hoàn Hàn Quốc hộp màu xanh cho chồng của mình điều trị căn bệnh thiếu máu não. Và Nga tin chắc rằng đây sẽ là một sản phẩm giúp cho chồng bạn có lại được sức khỏe. Để biết thêm thông tin chi tiết thì các bạn có thể truy cập vào trang web koreashop24giờ.com ngay tại đường link mà Nga để dưới phần mô tả video này, hoặc bạn có thể gọi điện trực tiếp tới số hotline 0979 149 256. Chúng tôi sẽ tư vấn trực tiếp cho bạn. Và khi mua hàng tại Korea Shop thì chúng tôi cam kết với bạn rằng chỉ khi bạn nhận được đúng sản phẩm mà mình đặt mua thì bạn mới phải trả tiền. Và nếu như bạn phát hiện sản phẩm của chúng tôi là hàng kém chất lượng, trà trộn thì chúng tôi sẽ bồi hoàn bạn 100% giá trị sản phẩm. Thậm chí trong 7 ngày khi bạn bóc sản phẩm sử dụng rồi mà vẫn không cảm thấy hài lòng về chất lượng thì chúng tôi cũng nhận đổi trả hàng cho bạn. Trong quá trình bạn sử dụng sản phẩm, chúng tôi sẽ có đội ngũ chuyên viên sẽ đồng hành cùng bạn để giúp cho bạn thu được kết quả tốt nhất. Như vậy là bạn hoàn toàn có thể yên tâm khi đặt mua sản phẩm An Cung Ngư Hoàng Hoàn Hàn Quốc hộp màu xanh tại Korea Shop 24 giờ rồi đúng không ạ? Vậy thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi sau khi xem hết video này nhé. Cảm ơn bạn đã lắng nghe video. Chúc bạn thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại bạn trong các video tiếp theo.